Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel Evondex của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn setup cài đặt dự án React với lại thằng Create React App và setup style là Tailwind CSS cũng như là SAP luôn nha. Rồi ở đây á, mình có một cái thư mục là Reactive. Các bạn đặt tên thư mục là gì cũng được, rồi các bạn add vào Visual Code. Thì những cái này là rất là cơ bản rồi, thì các bạn tự làm ha. Rồi, các bạn vào trang Create React App của react.js.org này. Đó, thì nó có lệnh thôi, npx create app và my app đúng không? Đó thì các bạn có thể gõ vào đây, mở terminal lên, terminal, new terminal, gõ npx create app. Đó thì các bạn có thể dùng vj.js cũng được, hoặc là một cái gì đó khác tùy các bạn, nhưng mà mình thích dùng thằng này quen rồi. Đó. Thì my app á, là cái thư mục mà các bạn muốn tạo ra, nhưng mà mình không muốn tạo ra thư mục my app, mình muốn lấy thư mục hiện tại luôn, thì mình sẽ sử dụng dấu chấm như thế này. Việc cài đặt thì nó sẽ hơi lâu một chút, thì có gì chỗ này mình sẽ làm tua nhanh cho các bạn nhé. Rồi, như vậy á, là chúng ta đã cài đặt xong cái Create React App ha, thì nó kêu là CD này ha, tức là chúng ta sẽ CD tới thư mục này. Thì hiện tại mình đang ở thư mục này rồi cho nên không cần phải CD nữa. Mình gọi npm start là được. Npm start. À, cho nó chạy thôi. Ở đây thì do mình trùng port tại vì mình chạy nhiều cái chương trình ở trong máy của mình cho nên mình sẽ bấm Y để nó mở ra một cái port mới, tức là một cái cổng mới như thế này. Lúc này á, nếu mà các bạn cài đặt xong và làm ra được kết quả như vậy là chúc các bạn thành công rồi ha. Tiếp theo á, thì chúng ta sẽ cài đặt SAP ha, sẽ cài đặt SAP. Mình sẽ mở terminal lên. Mình sẽ gõ vào npm install node SAP ha, và SAP luôn. Mình cũng không nhớ nữa, nhưng mà cài cứ cài hai cái cho nó chắc, dư thừa còn hơn là thiếu ha. Rồi để cho nó chạy được SAP ở trong cái dự án React này. Cứ để cho nó chạy thôi. Và trong khi đó thì chúng ta sẽ vào Google, chúng ta gõ tailwindcss.com setdocs/installation, và chúng ta sẽ tìm cách cài đặt cho dự án của chúng ta. Ở đây thì chúng ta dùng framework guys và cái chúng ta đang dùng là create react app. Ở đây thì mình sẽ copy những cái lệnh này vào. Cái lệnh này thì mình đã có rồi tại vì mình đã tạo logic rồi thì không cần nữa. Mình bắt đầu install tailwindcss này, thì chúng ta sẽ copy cái lệnh này vào này. Copy nó. Rồi mở lên Visual Code lên, cái này cảnh sát xong rồi đúng không? Đó, pass vào, enter, cho nó cài thôi. Tiếp tục thì mình sẽ copy dòng này vào, cho nó chạy. Rồi pass vào cái nữa, rồi nó tạo ra file tailwind config nè. Và lúc này á, nó sẽ có một cái là config này, mình copy hết cái đống này vào. Delete nó. Rồi. Tiếp tục mình sẽ mở file là index.scss lên và copy những cái này vào. Mình sẽ có là index.scss đúng không? Nhưng mà ở đây mình sẽ sửa thành SAP. Tại vì khi này mình cài đặt cài SAP rồi, mình để scss như thế này. Mình Ctrl A. Xóa đi, pass này vào. Rồi, npm start thì mình chạy lại thử xem nó có lỗi hay không ha. Cái nó resolve index.css đúng không? Tại vì mình đã sửa thành index.css rồi. Thì chỗ này á, mình sẽ thử sửa thành là css chứ không phải là css nữa. Lúc này mình được mọi thứ như sau ha. Con lần cành đào. Đó, tức là có nghĩa là các bạn đã cài đặt được SAP và tailwindcss rồi. Và giờ các bạn đã ra được như thế này rồi, có nghĩa là nó đã ok rồi đó ha. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ mở thằng app.test này, mình sẽ xóa nó đi. Setup test mình cũng xóa luôn. Tiếp tục là thằng trong app này mình cũng xóa cái này luôn. Mình xóa hết. Để là một cái div rộng thôi. Như thế này. Ở ngoài chưa được cái gì cả. Thì cái source code này mình cũng sẽ để ở trên GitHub ở dưới mô tả để cho các bạn có thể tải về và làm theo. Thì cái series này á, mình không phải hướng dẫn những kiến thức cơ bản, tức là theo tuần tự giống như ở trong khóa học của mình, mà mình hướng dẫn những cái thực tế mà có thể các bạn sẽ gặp phải trong khi các bạn đi làm. Ví dụ như là loading skeleton, rồi giải thích về use state, use effect, use wrap, use layout effect, rồi những cái hook, những cái cách hoạt động của React, rồi những cái quy trình khi viết hook, rồi tùy biến component như thế nào vân vân. Nói chung là rất là nhiều những cái case thực tế
ở trong React chứ không phải hướng dẫn về từ đầu ha. Tôi hướng dẫn từ đầu như khóa học á, thì cái đó mình sẽ upload sau, mình sẽ upload, tức là mình sẽ tách từ khóa học ra, mình upload lên một phần ở trên YouTube sau để cho các bạn có thể học thử trước. Đó là khóa học, còn đây là những kiến thức React riêng. Đó, thì như vậy á, là chúng ta đã setup xong dự án React với Create React App và Tailwind CSS và SAS, như vậy là đủ rồi. Sắp tới nếu mà có làm cái gì thêm á, tức là nếu mà có những cái video mà lên hướng dẫn những cái vụ làm loading skeleton như thế nào hay là như thế nào đó, thì lúc đó cài những cái gì thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp nha. Ok, như vậy là chúng ta đã setup xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video chia sẻ bước tiếp theo về React sắp tới trên channel của mình nha.